này còn kia. Tôi nay chưa biết lại cái đường này, tôi nay đang còn biết lên chứ tôi sẽ trồng lại. Giờ mà trồng phải là có cái đồ nhựa của nó, có cái gốc mít rồi. Gốc mít. Mãi sao đấy mà chưa trồng, đỉnh trong năm nay mà giờ lại mần luôn. Đến nó lại hết tất cả bao nhiêu cây. Dạ. Cái này là 256. Cái này mặt may ghép lại là đường sống. Nhà ngoài kia. Năm là thu là đây là không năm thu đây đó tải đầu hết rồi tải nhiều đây tôi đã tưới hai đợt rồi mà bây giờ bỏ cũng không lấy là giờ tôi tưới được cái ca này mình bây giờ mình tưới là nó bục. Cà này trồng vừa ấy vừa hái khỏe hả? Đó. Này còn nó tươi. Phải chặt để dính cái này để dính. Các bạn nghiên cứu là chặt dính cái này lại. Dù vài ngày sau nó hoặc là tuần sau nó không đỏ thì nó. Cái cây này là đang bung bông á phải. Đang bung bông. Đã bung bông đấy hả? Có bông mà có tờ bông. Nó đạt lắm. Cùm nó to. Giờ một phân trung lại giờ để kiểu mình không con bừa đó là giống VTV mà quay rồi đến Đắk Lắk là quay đầu tiên giờ vào ngày Tết không biết rồi vào ngày Tết thấy phụ thì lấy mũ sáu nhiều sáu số bạn giống hai chứ. Vì cái vườn cà của tôi là phát hiện từ chiều mùng 24 giờ là người dân họ điện cho tôi là tôi ra đây là tôi chạy vào đến nửa lô là thấy chặt hết là thôi tôi không đi kiểm tra cùng nữa. Là khi nữa là công an thành phố và công an xã xuống làm việc là kê khai sự thực trên vườn cây của tôi đó. Mà thì trong cái sự việc này là có nghi ngờ thì cũng khúc mít thì có. Mà giờ thì cái đó thì tôi thì cũng làm được cái gì cả. Thì chỉ có giờ có nhờ cấp trên cấp rồi chỉ điều tra mà làm cái gì rồi. Giờ thì nghi mất thì còn mất thì ai cũng có quyền nghi. Tôi bác là bác cho biết là không những năm nay vừa năm ngoái thì gia đình cũng bị như thế nào? Thì đầu năm ngoái tháng 3, tháng 2 năm ngoái là nó cũng chặt tôi cùng có cùng một sào là 86 cây cà, 26 cây lúc lắc để trồng tiêu. Là vào tháng 3 nên vậy thì tôi bác tôi cái này mà nói tính ra tích thiệt hại mà gây khó khăn là mình bỏ công của ra công sức làm cả ngày cả mưa rồi thì ăn rồi là mà chăm được cái cả con lên này là thấy dư xót ruột lắm. Mà giờ mà kể cái công chăm này thì giờ khó kể lắm. Vì mình là cứ rảnh là ra chăm rồi sới rồi thuê rồi bứt cỏ bứt đồ phân tro là bón chăm rồi là tụ gốc cái giờ cái cà này giờ. Thì cũng như mọi bữa là bên hình sự xuống kê khai thì tôi cũng kê khai giờ tổng cộng là cái đoàn tiền đó thôi còn mà giữ kệ công thì không kệ nổi được. Phải làm rồi từ cái hồi mà tải cành giờ công ty giao là nhổ gốc rồi sới đất cày đất thì không tính được. Giờ vườn nhìn thấy cái vườn cà của tôi thì tôi xót rồi bữa tôi xúc mức lắm. Ra là cứ nó giống nó chặn nó đến cái hỏng không nói được mà thấy nó khi nào nó cứ bồn chồn trong cái con người mình cực gì. Thì không biết mà sao được.
Sau khi mà chúng tôi nhận được tin báo của người dân ấy, là báo có hộ gia đình ông Võ Văn Hồng bị chặt phá cây trồng ấy, thì chúng tôi đã có mặt tại hiện trường và làm biên bản hồ sơ ban đầu. Và chúng tôi thấy vụ việc là phức tạp và nghiêm trọng, thiệt hại số lượng nhiều của nhân dân, nên chúng tôi đã kịp thời báo cho công an thành phố Buôn Ma Thuột. Lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột đã cho anh em xuống địa bàn để làm vụ việc. Thì hiện bây giờ là cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với lại các ban ngành để làm rõ vụ việc này. Nói chung tôi thấy cái vụ việc này là nó phức tạp, là triệt phá nhau về vấn đề tài sản kinh tế nên là rất phức tạp chứ không phải là bình thường. Thì đúng cái này là nó cái làm cho bà con người ta hoang mang lên một tí, nên là chúng tôi phải cố gắng để nhanh chóng tìm ra đối tượng thủ phạm về việc này cho bà con yên tâm làm ăn sản xuất.